Xin chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình của chúng ta. Trước khi bắt đầu bài học này thì bạn hãy thử đọc to bài thơ sau đây và suy nghĩ xem là sự hài hước nằm ở đâu nhé. Có lẽ thì bạn cũng đã phát hiện ra rồi, đúng không ạ? Đây là một hình thức chơi chữ lợi dụng hiện tượng ngắt dòng trong thơ lục bát để mang đến một cái sắc thái rất là hóm hỉnh trong bài thơ. Ngoài nghệ thuật tự chào mà tôi đã đề cập với các bạn trong bài học trước thì việc sử dụng hình thức chơi chữ cũng là một cái xu hướng phổ biến hiện nay ở nơi công sở. Nói về nghệ thuật chơi chữ thì có rất là nhiều cái phương pháp khác nhau, từ cách sử dụng từ đồng âm, từ đồng nghĩa, rồi là nói lái, rồi là nói lặp, hay là tách chữ, hay là thay đổi trật tự chữ, vân vân và vân vân. Chơi chữ là một biện pháp sử dụng ngôn ngữ rất là độc đáo và phổ biến, biểu hiện của sự thông minh và sáng tạo của người Việt. Chơi chữ còn thể hiện trong nhiều lĩnh vực và nhiều góc độ khác nhau. Trong phạm vi bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ chỉ giới thiệu với các bạn một số cái phương pháp chơi chữ phổ biến mà các bạn có thể học hỏi để tạo ra sự hài hước của mình trong giao tiếp mà thôi. Bài thơ vừa rồi thì cũng là một gợi ý hay về việc sử dụng thủ thuật tách chữ. Thỉnh thoảng thì bạn hãy thử áp dụng thủ thuật này để trêu chọc đồng nghiệp mình một phen xem sao nhé. Ví dụ như là gì ạ? Chị Lan ơi, hình như là hôm nay tôi mất tinh thần để làm việc rồi. Đấy. Hay là gì ạ? Chị Lan ơi, chị có kinh nghiệm ở lĩnh vực này không? Giúp tôi với. Đó, thì gì ạ? Cũng một chút xíu thôi đúng không ạ? Tiếp theo thì chúng ta hãy thử quan sát hoạt cảnh sau đây và cho biết hình thức chơi chữ nào được sử dụng nhé. Tôi phải công nhận rằng anh là một con người rất có trí. Anh quá khen, mà sao anh biết hay vậy? Thì dạo này tôi thấy anh hay gãi đầu. Hình thức chơi chữ được sử dụng trong hoạt cảnh vừa rồi đó là sử dụng từ đồng âm. Từ đồng âm ở đây là từ chí, vừa là ý chí lại vừa là tên của một loài ký sinh trùng. Trong tiếng Việt của chúng ta thì có rất là nhiều từ đồng âm như vậy và bạn hoàn toàn có thể sử dụng chúng để gây ra sự nhầm lẫn cho người nghe một cách rất là hài hước. Nào và bây giờ thì chúng ta hãy thử sức với bài tập sau. Trên màn hình của chúng ta có một số từ đa nghĩa và chúng ta hãy tìm cách sử dụng chúng để đánh lừa suy nghĩ của đối tượng giao tiếp. Chẳng hạn như là với từ diện chẳng hạn. Chị Lan ơi, chị đúng là một người toàn diện. Em quá khen, sao em biết hay vậy? Dạ, tại vì em thấy sáng chị diện, trưa chị diện, tối chị diện đó. Như vậy gọi là toàn diện. Đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng từ diện ở đây. Đúng không ạ? Tương tự như vậy thì bạn hãy thử nghĩ ra những cái tình huống khác đối với những từ còn lại xem sao nhé. Tiếp theo hãy theo dõi hoạt cảnh sau đây và cho biết hình thức chơi chữ nào đã được sử dụng. Anh Tuấn, anh đã đi quá xa rồi đó. Anh đi đâu mà xa? Anh nên xin lại gặp em mà. Hình thức chơi chữ được sử dụng trong hoạt cảnh vừa rồi đó là đánh cháo khái niệm. Đánh cháo khái niệm có thể hiểu là việc hai khái niệm khác nhau được hoán đổi cho nhau, gây ra sự nhầm lẫn cho người nghe. Trong hoạt cảnh vừa rồi, khái niệm bị đánh cháo đó là đi quá xa. Cô gái muốn dùng cụm từ này để nói về hành vi không đúng mực của chàng trai, nhưng chàng trai đã đánh cháo khái niệm bằng cách gán cho cụm từ này ý nghĩa rằng là một khoảng cách xa. Như tôi đã nói từ đầu thì khả năng hài hước của mỗi người không hẳn là năng khiếu bẩm sinh mà nó còn có thể có được qua sự tập luyện. Như vậy là đã kết thúc bài học này. Tôi hy vọng rằng là bài học này thì đã cung cấp cho bạn thêm một cái phương pháp thú vị nữa để bạn có thể vận dụng thủ pháp cường điệu hóa một cách khôn khéo và đem lại những cái tiếng cười hóm hỉnh nơi công sở. Chúc các bạn thành công.